Chị đồng cảm như thế nào cho cái ba cái thông điệp mà đưa ra mà để chị nhận cái vai này? À, chứ hỏi thêm là chị Thu Trang là khi mà chị diễn cái vai này chị gặp khó khăn không? Tại vì cảm thấy như chị có cái sự lột xác ở trong diễn xuất so với cái hình ảnh hài của diễn viên. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn câu hỏi của em. Bộ phim Tiệc Trăng Máu thì thật sự anh rất là thú vị, bởi vì lâu lắm rồi mình mới nhận được một cái kịch bản có những câu chuyện của những câu chuyện của những người bạn và những câu chuyện về những người trung niên ở cái tầng lớp mà trung lưu và bước lên thượng lưu của Việt Nam, và ở một câu chuyện ở bối cảnh hiện đại giữa cái thời điểm mà công nghệ thông tin nó rất là phát triển. Và mình rất là đồng cảm ở cái câu chuyện này, cái vấn đề đó là tất cả những cái mối quan hệ trong xã hội, tình bạn, vợ chồng, gia đình, và nó bị chi phối như thế nào bởi cái công nghệ, và thực sự là cái công nghệ nó có tham gia vào cái mối quan hệ của mình hay không, hay thực sự nó là cái bản chất của mình. Nếu như không có cái công nghệ nó phơi bày hay là nó giúp chúng ta thấy những cái mặt trái của những cái mối quan hệ đó, thì thực chất cái bản chất của con người nó có như vậy hay không. Thì Hồng Ánh rất là thú vị và rất là đồng cảm, là bởi vì mình quan sát rất là nhiều những cái gia đình cùng bạn bè với mình ở hiện tại, thì mình thấy là nhìn bề ngoài thì mình nghĩ là họ rất là hạnh phúc, nhưng mà thực sự ra là khi mà mình chia sẻ và mình tâm sự sâu thì ai cũng có những cái vấn đề và những cái câu chuyện của họ hết. Cái vấn đề ở đây là mình muốn biết nó như thế nào, muốn giải quyết nó tới đâu, và mình sẽ giải quyết nó như thế nào thôi. Thì lâu lắm rồi anh mới được tham gia một cái bộ phim mà có 7 nhân vật chính là những câu chuyện rất là thú vị ở ngay thời điểm của thế hệ mình đang sống. Em xin trả lời câu hỏi của chị. Thật ra thì khi em nhận cái vai Thu Quỳnh ở trong cái Tiệc Trăng Máu á, là em đã xem cái bản phim nước ngoài rồi, và em rất là thích nguyên cái bộ phim, chứ không phải là thích riêng cái nhân vật Thu Quỳnh. Khi mà em nhận cái lời mời của bên sản xuất nói là mời em đóng trong cái bộ phim đó, thì em không biết, lúc đầu chưa có nói cái vai thì em không biết là em sẽ là nhân vật nào ở trong trong 7 người đó. Đương nhiên là không phải là vai nam và cũng không phải là vai Cathy rồi, chỉ là một là vai của em hoặc là vai chị Hồng Ánh thôi, là tuổi nó xem nhau. Nhưng mà lúc mà khi mà biết là cái vai Thu Quỳnh đó, thì em cũng thấy vui, vì khi mà em xem cái bản phim nước ngoài thì em thấy là cái nhân vật của cái cô này có cái sự chịu đựng, mà nó cũng có giống với lại một cái phần nào đó cái hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam là cũng rất là chịu đựng. Mà mặc dù bên ngoài em thì không có phải là một người chịu đựng như vậy, nhưng mà nhưng mà em vẫn muốn lột tả cái nhân vật đó để cho thật nhất. Và em cũng cảm ơn, sẵn đây em cũng cảm ơn ekip cũng như là dàn diễn viên, nhà sản xuất đã cho em cái thời gian rất là lâu để mà mình làm tiền kỳ trước đó. Thì chính vì những cái tiền kỳ thoại với nhau, rồi phân tích nhân vật và phân tích từng câu thoại với nhau, của cái sự phản biện của anh Đức Thịnh. Ví dụ như là khi mà thoại với nhau thì anh Đức Thịnh hỏi tại sao phải như vậy, tại sao phải như vậy. Những cái phản biện đó thì làm cho em cũng như là những diễn viên khác mình rút ra được một cái chuẩn nhất của nhân vật. Thì em cũng hy vọng là cái nhân vật này của em làm cho mọi người cảm được. Dạ em xin hết. Em xin một câu hỏi nữa. Có Katy Nguyễn và có anh Hồ Thiên Văn ạ. Thì có anh chị nào có câu hỏi cho mọi người thì giơ tay giúp em ạ.
Trước khi em đưa ra câu hỏi cho anh Phan cũng như là anh Dũng, không biết anh Dũng có ai đây, nhưng mà em có một cái cảm nhận của em sau khi vừa mới coi xong một phim Tiền Trao Máu. Tại vì trước đây em đã từng coi cái test screening thì em cũng cảm thấy rất là hoài bạn, nhưng mà em chưa có đăng review gì hết. Nhưng mà hôm nay ngày cuối cùng em đã được xem và em đánh giá đây là một bộ phim thật sự rất là hay, và nó mang đậm chất sặc mùi drama. Và cái một cái impression mà em thật sự rất ấn tượng trong bộ phim á, thì chính là cái chemistry của anh Kiều Minh Tuấn và em Kay Đi Nguyễn. I see you over there. By the way, cái chemistry mà của Kay Đi Nguyễn với Kiều Minh Tuấn là nó rất khác hơn so với Em Chưa 18. Vì trong Em Chưa 18 nó chơi một cái happy ending, nhưng mà trong cái phim ấy nó là không có một cái happy ending nào cả. Nên điểm coi xong là suy nghĩ nhiều thứ luôn. Và cho nên đó thì em có một cái câu hỏi cho anh, tại vì em có thắc mắc á, là cái penthouse ở trong phim á, thì nó là một cái sự dàn dựng trong cái penthouse này, thì anh đã đưa ra một cái idea nào để làm ra một cái penthouse nó mang đậm chất giống như phương Tây và cả món ăn trong bộ phim. Tại vì em thấy trong phim nó có những bánh khọt rồi hũ nấm rồi xong rồi một cái đó được rau câu á, nhưng mà cái đó không có kẹo quá nhiều. Một lần nữa thì em xin gửi lời chúc mừng ekip bộ phim và cũng như chúc mừng anh Dũng với anh Phan Sina. Và em chắc chắn là tối mai em sẽ đi coi lần 2 tại CGV Landmark vào 7 giờ tối mai, CGV Landmark 81 luôn. Em mới book vé xong luôn rồi đấy. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Thì đối với cái phim này, khi mà làm cái kịch bản thì mình cũng biết là mình cần phải có cái kịch bản gốc, thì nó là một cái căn nhà penthouse. Thì Đoàn cũng có đi xem rất là nhiều bối cảnh khác nhau, nhưng mà cuối cùng thì mình quyết định là mình dựng một cái phim trường để nó phục vụ cho cái nội dung phim. Thì một trong những cái concept, một cái ý tưởng rất là quan trọng trong cái phim này đó là nó nói về một cái xã hội hiện đại ở Việt Nam. Và nếu như các bạn cũng thấy rằng là ở Việt Nam mình thật ra bây giờ rất là nhiều người, mình có rất là nhiều cái nhà cao tầng mới mọc lên, và có rất là nhiều người giàu mới, và ai cũng thích được khoe cái sự giàu có của mình cả. Thì khi mà ngồi làm việc thì mình nói là mình phải chọn cái món ăn nào ở trong cái phim này, thì thật ra là cái team làm sáng tạo thì gồm có anh Nguyễn Văn Dũng là đạo diễn, bạn Bình Bùng Bột là biên kịch, và anh cùng ngồi nhau với nhau, và bắt đầu mình nói là bây giờ cái món ăn nào nó mình sẽ chọn là món ăn Việt Nam. Khi mình remake thì cái suy nghĩ đầu tiên đó là mọi người sẽ nói là bây giờ mình phải biến tất cả các món ăn mình mang Việt Nam. Nhưng mà sau đó thì mình nói là không, mình thật ra người Việt Nam khi mà ăn tiệc á, thật ra người ta ít khi ăn những cái món truyền thống đó. Và đối với một cái nhân vật mà giàu có như là hai vợ chồng của Quang và Nguyễn Ánh thì là họ lại càng muốn khoe cái sự giàu có của mình. Thì trong đó tất cả cái món ăn, nó mỗi cái món ăn là nó tượng trưng cho một cái, nó mang một cái ý nghĩa khác nhau đối với câu chuyện. Như là cái món bánh khọt, nó là cái món ăn Việt Nam, nhưng mà nó là cái tuổi thơ. Xong rồi sau đó mình chuyển qua món cua Alaska, nó là cái gì đó nó rất là sang trọng và hào nhoáng. Sau đó món lẩu thập cẩm, đó là chính là cái ý đồ chính của cái phim này. Đây là một cái lẩu, nó có rất là nhiều drama, nó có nhiều vấn đề, nó có chua, cay, ngọt, mặn ở trong đó. Thì đó là cái lý do mà mình chọn các cái món ăn ở trong cái phim này. Cảm ơn.